Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình hơn biển nữa, tôi biết là cái gì luôn. Cao như trời, cao như núi. Quá, bao ngon lắm. Anh ngủ trước giờ đi tập thể dục là nấu cho tôi một nồi thịt kho. Hai nồi cá kho. Cái này kho giống nhau hay là tại vì không đủ chỗ mẹ không phải có đủ kho chỗ, con phải kho kho vậy chứ con kho chồng lên để cá nó bể. À, trời quá tuyệt vời. Nếu mà ai đứng đây với tôi thì mới ngửi được cái mùi cá. Không thể tưởng tượng nó thơm phức là. Còn lagu bò nữa mà chưa có làm. À đúng rồi, mẹ đang ướp xong nè. À ướp lagu bò. Thấy hôm qua con chở mẹ đi chợ. Chịu không nổi luôn. Hết Tết rồi vẫn còn một ngày thịt kho hột vịt phải tuyệt vời không? Hà Tiên nó thích. Nhưng mà con ăn kia mẹ ơi, 17 tháng 2 này con với Hà Tiên quay song ca nhạc Phật giáo Tâm và Hương Đức Hạnh của nhạc sĩ Tâm Đức rồi. Làm sao con ăn đây? Ăn không thôi, với xà lách thôi. Ăn cá với xà lách hả mẹ? Ăn cá với xà lách cũng được. Con chỉ sợ đến lúc đó thèm cơm chết đâu. Con phải xuống. Gạo đỏ. Con phải xuống 2kg để quay cho đẹp. Ăn quá. Con đã xin xuống 4 thao rồi đó, 2 kg rồi đó, nhưng mà xuống 5 thao thì càng tốt. 2,5 kg. Trời ơi, còn có 5 ngày nữa à. Vậy là mỗi ngày phải xuống nửa kg. Oh my god. Con ăn súp và con tập thể gia thuộc thể dục không được ăn bột. Trong vòng mấy ngày là xuống liền. Rồi mẹ xong là đi tập thể dục nha mẹ yêu. Cho mọi người hủi thịt kho hột vịt lại một lần nữa nè. Cá đang nóng hổi lại một lần nữa nè. Ồ thơm quá đi chịu không nổi. Con cảm ơn mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng mẹ cha. Ở đâu mẹ? Dạ. Quý vị muốn theo dõi Linh Nghệ sĩ Ngọc Huyền Official trên trang YouTube thì hãy vào Nghệ sĩ Ngọc Huyền Official mà đăng ký giùm cho mình, bấm nút và subscribe nha cả nhà, thank you nhiều. Cái hầm kho cá mà nó quẹo cái nước lại rồi đó. Vậy là nó ngon rồi đó, nó vừa ăn rồi là đó. Tắt lửa đó hả mẹ? Là tắt lửa rồi đó. Ok. Wow, nó kẹo vậy là ngon lắm rồi đó. Kẹo vậy là đó. Đã tắt lửa chưa vậy? Xong tắt lửa xong hết rồi. Cảm ơn mẹ. Bây giờ xong hai mẹ con mình đi tập thể dục nha. Tập thể dục nè, xong rồi. Hồi nãy mẹ đọc bài thơ gì vậy? Đọc lại cho con nghe con. Nhắn nhủ cho con thấy không? Đâu đọc lại cho con coi. Mẹ ơi con nồi thịt kho sao mẹ? Hãy nhớ rằng bên con còn có mẹ. Hơn lúc nào cũng mong con vui vẻ, rộng vòng tay luôn che chở yêu thương. Nếu một ngày con lạc lối lầm đường, mẹ là nơi cho con thờ nương tựa. Không hoa mỹ, không một lời hẹn hứa, cả cuộc đời là chỗ dựa tin yêu. Nếu một ngày con vất vả quá nhiều về bên mẹ, sẽ chia điều mệt mỏi. Dù phía trước có ngăn đường chặn lối, dù mưa giông đêm tối mẹ chẳng núng nao. Nhớ một điều dù hoàn cảnh thế nào, đừng khổ đau chỉ một mình cam chịu. Dẫu nghèo khó nhưng tình thương không thiếu, đối với con mẹ yêu nhất trên đời. Cảm ơn mẹ. Nhất là mẹ dậy sớm nè, trước khi đi tập thể dục nè, còn nấu cho con 2 nồi cá kho. Dạ. Và đặc biệt là 1 nồi trứng kho hột vịt. Cả nhà ơi, hết Tết rồi mà Ngọc Huyền có phước quá nè, còn được ăn thịt kho hột vịt. Cái mùi mà nghe hấp dẫn quá đi. Lửa sôi sùng sục. Tất cả tình thương của mẹ đây. Mẹ tôi 71 tuổi rồi. Vậy mà cứ sáng, hàng sáng dậy sớm là nào là lo nấu ăn cho gia đình nè.
rồi đi tập thể dục nè, rồi còn lo cho các con tôi nè, tôi có thời gian lo cho nghệ thuật và đi hát. Có ai sướng như tôi không? Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Con cảm ơn mẹ.